nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, bị cấm, đồng thời thực hiện nghiêm Nghị định 137 của Chính phủ, góp phần bảo đảm nhân dân được vui xuân đón Tết an toàn, hạnh phúc, Công an tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành kiểm tra hơn 40 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, đa số các hộ kinh doanh tiểu thương đều ý thức được tác hại của việc mua bán pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm. Thì em chấp hành đầy đủ, không có bán mấy cái đồ chơi mà vi phạm quy định, chỉ bán mấy đồ chơi cho phép thôi. Nói chung là em ở đây em không có bán súng như kiếm, mấy cái hàng mà bạo lực cho trẻ em lại không có bán. Tuy nhiên, qua 17 ngày ra quân kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 25 trường hợp vi phạm. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở lập biên bản buộc tiêu hủy 349 đồ chơi nguy hiểm mang tính bạo lực, 60 que pháo không có thuốc pháo nổ, vận động giao nộp gần 7.000 que pháo không có thuốc pháo nổ. Mấy ngày cuối năm này có nít rồi nó đông nữa không? Mới bán thì tôi bình thường nó cũng ít sạch à. Lấy lâu rồi nhưng mà nó chậm nó mới còn. Súng thì mình mới bán gần đây thôi, chứ còn hồi trước giờ không có bán súng, chỉ bán đồ lưu niệm là nhiều. Có nghe nói cấm mà nói súng là bắn bi rồi này kia đó, nhưng mà giờ thì cấm thì giờ mình phải chấp nhận. Cùng với công tác kiểm tra nhắc nhở xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng còn kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền cho chủ cơ sở, cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền những quy định mới của Nghị định 137 về quản lý sử dụng pháo để người dân biết và thực hiện nghiêm túc. Mọi người cần nâng cao ý thức chấp hành, không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo và đồ chơi trẻ em có tính chất nguy hiểm bị cấm, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết.